Xin chào quý anh chị và các bạn. Quý anh chị thân mến, cây kim tiền hay còn gọi là cây kim phát tài phù hợp với gia chủ muốn mua cây đặt ở cái phòng khách, phòng hội họp hay là văn phòng công sở, nhà hàng, khách sạn hoặc là dùng làm quà tặng trong những cái dịp mà mừng lễ, Tết, thăng chức, khai trương. Cây kim tiền hay người ta còn gọi là cây kim phát tài nó thuộc cái cây cảnh họ Thiên Nam Tinh, là cái loại cây mà dễ chùm, sống lâu năm, xanh tốt. Thân cây to khỏe, mọng nước, phình to ở dưới gốc cây. Trên mặt đất, cây không có cái thân chính mà mầm nảy mạnh và hình thành nhiều cái thân nhỏ. Cây kim tiền có lá kép dạng to, cuống lá ngắn, phiên lá dày, màu xanh thẫm, sáng bóng, rất đẹp. Và một cây thì thường có cái tuổi thọ từ 2 đến 3 năm. Tuy nhiên thì trong cái khoảng thời gian đó, nếu được chăm sóc tốt thì cây sẽ sinh trưởng và phát triển ra rất nhiều các cái nhánh cây và cây con. Chính vì cái đặc điểm phát triển mạnh và cây nhìn rất màu mỡ nên là người ta tin rằng những ai sở hữu loại cây này sẽ có được cái sự thịnh vượng, may mắn và tiền bạc. Vì vậy mà cây kim tiền luôn là cái sự lựa chọn số 1 cho các cái phòng khách, phòng hội họp hay là văn phòng công sở, nhà hàng, khách sạn hoặc là dùng làm quà tặng trong những các cái dịp mà mừng lễ Tết, thăng chức hay là khai trương. Chúng ta thấy rằng là qua cái tên gọi của nó thôi thì mọi người cũng có thể thấy được là cái sự phú quý và giàu sang rồi, là cái loại cây mang lại cái may mắn hàng đầu về phong thủy. Ngoài ra thì nếu bạn đặt đúng các cái phương hướng thì cây còn có thể là chiêu tài cho gia chủ nữa. Thì ở đây chúng ta thấy là cái vị trí đặt cây kim tiền là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng tới cái sự sinh trưởng và phát triển của cây. Nên kê ở nơi có nhiều ánh sáng như là phòng khách này, hành lang đi lại, chỗ cửa ra vào, gần cửa sổ. Về phong thủy thì cây kim tiền nên đặt tại phòng khách ở cung Đông Nam, quẻ tốn thuộc hành mộc là cung tài lộc, hay là cung phía đông, quẻ trấn, ngũ hành thì thuộc mộc. Tuyệt đối thì không nên đặt cây kim tiền trong phòng ngủ. Và đối với sảnh nhà thì có thể đặt cây này nhưng nên có bệ cao gần cửa ra vào, tránh đối diện với cửa. Và chúng ta thấy rằng là đây là một cái loại cây mà rất dễ sống, không cần đòi hỏi phải chăm sóc quá kỹ lưỡng. Hơn nữa thì cây rất ít sâu bệnh và phát triển mạnh. Đặc biệt chúng ta phải lưu ý rằng là cây kim tiền thích ánh sáng tốt và tránh cái ánh sáng mặt trời trực tiếp, có thể là phát triển bình thường trong cái điều kiện là bóng râm. Không nên đặt cây dưới ánh nắng trực tiếp và nên có lưới che để tránh nước mưa vào cây, sẽ gây ra cái hiện tượng bị thối và vàng lá, thậm chí là gây chết cây. Về nhiệt độ, độ ấm thì đây là cái loại cây mà chịu được cái nhiệt độ tương đối cao. Nhiệt độ tối ưu là cái nhiệt độ phòng từ 25 đến 27 độ C. Nếu nhiệt độ dưới 18 độ thì cây sẽ có hiện tượng là rụng lá và rơi vào cái trạng thái là ngủ đông. Còn nếu dưới nhiệt độ 5 độ C thì kim tiền sẽ chết. Và cây phát triển tốt ở cái độ ấm thấp lẫn cái độ ấm cao. Đây là cái loài cây rất dễ sống nên là thích nghi với rất nhiều loại đất. Nhưng tốt nhất là chọn lựa đất màu mỡ, giàu mùn, tơi xốp và thoát nước nhanh. Chẳng hạn kết hợp pha trộn với đất phù sa với 1/3 lượng chấu, có chấu hun thì càng tốt, và trộn thêm xỉ than để cây kim tiền dễ dàng thoát nước. Ngoài ra thì trộn thêm một ít lân để kích thích cái sự ra rễ. Tuy nhiên thì sau một cái thời gian trồng cây cũng nên thường xuyên bón thêm phân định kỳ là 4 tuần trên một lần. Ngoài ra thì 4 đến 5 tháng nên thay đất hoặc là xới sáo cho đất được tơi xốp để cây được sinh trưởng tốt. Tuy thuộc cái loại cây mọng nước nhưng mà cây kim tiền này chịu hạn lại rất kém. Yêu cầu lượng nước tưới vừa phải, không cần quá nhiều. Trung bình là cây đặt trong phòng tuần chỉ cần tưới một lần là đủ, tránh tưới nước quá nhiều gây úng rễ, thối củ, mục nát thân cây, gây chết cây. Tốt nhất là nên dùng cái bình xịt lên lá, thân, đất để toàn cây được tươi mát và ẩm. Và nếu trồng trong phòng mà có máy lạnh thì lượng nước tưới phải giảm đáng kể. Về cái cách nhân giống thì lại rất là đơn giản. Cây kim tiền cũng thuộc cái loại cây mọng nước, phát triển thành bụi nên là cái sức sống rất mãnh liệt. Cây nhân giống rất là dễ dàng. Một số các biện pháp nhân giống chúng ta có thể tham khảo như là nhân giống bằng lá, bằng thân, tách bụi hoặc là dâm cành thì đều được cả. Vậy thì làm cách nào để giữ cây kim tiền luôn đẹp ở trong nhà? Chúng ta biết rằng là thường cái vị trí đặt cây kim tiền ở trong nhà, văn phòng là cái nơi không được thoáng gió và cái điều kiện ánh sáng không đủ nên là cây bị xấu dần đi. Thay vì để luôn cây ở cái vị trí đó thì bạn nên để cây ở vị trí thoáng như là ban công, hiên nhà, nơi cạnh cửa sổ
với cái tần suất giảm dần để cây đủ cái thời gian thích nghi với môi trường mới không được thuận lợi. Quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây là một số các cái thông tin về cây kim tiền, về ý nghĩa phong thủy, về vị trí đặt cây kim tiền ở trong nhà, cách chăm sóc, cách nhân giống và làm thế nào để cây phát triển được tốt hơn thì chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị trong cái video này, và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích kết hợp giữa cái phong thủy và cuộc sống thật là hài hòa, và chúc quý anh chị sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.